trong chương trình Việt Nam Top News hôm nay. Đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh nô nức đón Giáng sinh. Điện Biên họp báo về vụ phá rừng đặc dụng Mường Phăng. Nữ quái lừa đảo xin việc chiếm đoạt tiền của 37 người. Chuyện ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này, đồng bào theo đạo Công giáo cũng đang nô nức đón lễ Giáng sinh 2020 trong không khí nhẹ nhàng vui tươi với những ước nguyện tốt đẹp dành cho cuộc sống cho mọi người. Nhà thờ Màu Hồng, biệt danh nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước của nhà thờ Tân Định, 150 năm tuổi, nay càng thêm lộng lẫy với đèn sao, trái châu, dây kim tuyến trang trí lấp lánh để đón giáo dân, những con chiên của Chúa vào trong ngôi nhà của Chúa. Cảm thấy vinh dự khi được tham dự những cái buổi lễ như thế này. Nó giúp mình ôn lại những cái kiến thức, những cái sự kiện của việc Chúa, Đức Chúa của mình. Nhà thờ này thì nó có rất nhiều kỷ niệm với mình. Từ lúc bé mình đã đi nhà thờ này rồi. Cái nhà thờ này là nhà thờ Màu Hồng của thành phố, nó nổi tiếng mà. Không khí đón Giáng sinh đang lan tràn khắp nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiết trời đẹp, cùng với tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, công tác phòng dịch và ý thức phòng dịch được triển khai đầy đủ tại các nhà thờ, giáo xứ, xóm đạo. Đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh đang tạm gác lại những âu lo dịch bệnh, những lo toan cuộc sống để hưởng trọn một đêm mừng Chúa Giáng sinh. Tại Ninh Bình, hòa chung không khí chào đón Giáng sinh trên khắp cả nước, hàng ngàn người dân đã nô nức tập trung tại các khu vực trung tâm cũng như các nhà thờ, giáo xứ tỉnh Ninh Bình để đón Giáng sinh 2020 trong tiết trời se lạnh và hân hoan chào mừng năm mới an lành ấm áp. Hai địa điểm lớn thu hút đông đảo người dân Ninh Bình đến vui chơi và cầu nguyện là nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn và nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, thành phố Ninh Bình. Các con đường dẫn về khu vực các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ được người dân trang trí chuẩn bị từ rất sớm. Đâu đâu cũng tràn ngập ánh đèn, cờ, ngôi sao, nhạc, dây thông Noel là những nét đặc trưng mùa Giáng sinh. Khi tôi đến đây thì tôi thấy như năm ngoái và với năm nay thì tôi thấy là năm nay là chuẩn bị từ sớm mà không khí trang hoàng là rất là đẹp, khác hẳn năm ngoái. Năm nay, nhà thờ giáo xứ Ninh Bình tổ chức chương trình Thánh Ca với chủ đề của Hội Thánh là Sống, nhằm hướng các thành viên trong mỗi gia đình ghi nhớ lời Thiên Chúa làm nhiều việc có ích, yêu thương, giúp đỡ mọi người trong xã hội, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Đây là tang vật gồm 40 hộp pháo vàng loại 36 quả, gần 500 quả pháo tròn cùng nhiều pháo nổ dạng bánh với khối lượng 96 kg. Trước đó vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại Nguyên Khê, Đông Anh, thành phố Hà Nội phát hiện hai đối tượng đang có hành vi đốt pháo nổ. Sau quá trình kiểm tra, đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo này tại Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Trước đó, trong khi kiểm tra xác minh một đối tượng có hành vi đốt pháo trên địa bàn, công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã phát hiện và lần ra nơi tàng trữ, buôn bán rất nhiều loại pháo khác nhau, trong đó có cả pháo nổ. Trong 5 ngày ra quân cao điểm, công an huyện Đông Anh đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ buôn bán tàng trữ pháo nổ với số lượng trên 100 kg. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ đề nghị xác lập án điểm để xét xử, tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa trước, trong và sau Tết. Liên quan đến tình trạng phá rừng đặc dụng Mường Phăng mà chương trình đã phản ánh ngày 24 tháng 12, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc. Báo cáo tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên Bùi Minh Hải thừa nhận về tình trạng rừng đặc dụng Mường Phăng đang bị khai thác trái pháp luật là đúng sự thật. Nguyên nhân do công tác quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Trách nhiệm của ban rừng Mường Phăng là như các đồng chí phản ánh là đúng, lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm. Được giao làm chủ rừng nhưng mà không thể hiện rõ được cái trách nhiệm của mình. Cái việc đấy là các đồng chí phản ánh hoàn toàn đúng. Và trong phạm vi diện tích 4.000 ha này và đặc biệt là 2.306 ha này, báo cáo chí là cần phải bảo vệ một cách nghiêm ngặt theo quy chế quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chức năng địa phương làm rõ vụ việc, trách nhiệm của chủ rừng cũng như những cá nhân tập thể có liên quan. Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên, hiện vụ việc phá rừng đặc dụng Mường Phăng đang trong quá trình điều tra. Hạt kiểm lâm thành phố Điện Biên Phủ cũng đã tham mưu để hoàn tất hồ sơ thủ tục khởi tố vụ án. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã thành lập đoàn thanh tra để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cũng như viên chức của Ban Quản lý rừng, di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can Lê Thị Bích Ngọc, 22 tuổi, trú phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an nhận được tin báo tố cáo Ngọc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người
thông qua hình thức nhận hồ sơ kèm chi phí xin việc. Theo điều tra, Lê Thị Bích Ngọc là đối tượng không có việc làm vì thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã tự tung ra thông tin công ty Sa Quang ở khu kinh tế Vũng Áng cần tuyển lao động với chi phí 1,2 triệu đồng một bộ hồ sơ. Tin tưởng, 37 người đã nộp hồ sơ kèm tiền đã bị Ngọc lừa đảo chiếm đoạt 45,6 triệu đồng. Trong khi thực tế tại khu kinh tế Vũng Áng không có công ty nào tên Sa Quang. Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân muốn xin việc làm phải tìm hiểu kỹ thông tin của đơn vị tuyển dụng, không tin tưởng người cò mồi xin việc giúp, tránh bị lừa đảo. Trước tình trạng có rất nhiều ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng chỉ đặt chỗ bán vé cho khách cung cấp đủ thông tin cá nhân, phương án vận chuyển khách bay từ nước thứ ba tới Việt Nam nhằm ngăn chặn Covid-19. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, đối với các hãng hàng không trong nước, việc vận chuyển các thành viên tổ bay từ sân bay về khu cách ly đã đảm bảo quy định, nhưng với một số hãng nước ngoài vẫn còn lỏng lẻo. Vừa qua, một hãng bay của Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam không có xe chở các thành viên tổ bay chuyên dụng đến khu cách ly mà thuê xe riêng. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nếu không may có thành viên nhiễm Covid-19. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Cục Hàng không chỉ đạo các hãng bay phải đảm bảo quy định cách ly, dùng xe chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, nhiều tuyến đường sẽ được trang trí ánh sáng nghệ thuật về đêm để tạo nét đẹp cảnh quan và không khí vui tươi chào đón năm mới. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm. Đây là hoạt động truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh trong các dịp đón năm mới và đường phố sẽ được trang trí ánh sáng nghệ thuật về đêm từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch. Việc trang trí đường phố được yêu cầu đảm bảo tính mỹ quan, nghệ thuật, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự và an toàn giao thông. Giống như mọi năm, trong đêm 24 tháng 12, hàng ngàn người đổ về trung tâm thành phố Hà Nội và các nhà thờ trên thành phố để đón mừng lễ Giáng sinh. Rất nhiều người, chủ yếu là các bạn trẻ, đến các điểm được trang trí lộng lẫy chụp ảnh làm kỷ niệm. Đi kèm với lượng người tăng đột biến là một lượng lớn rác thải bị xả ra môi trường. Mọi người ra chưa hết, còn sớm nhưng mà em thấy rác rất là nhiều ạ. Ăn xong là vứt đấy và đông đúc và rất là chen chúc nhau. Và với dịch Covid thì có một số người còn không đeo khẩu trang. Nay thì rất là đông, vui nhưng mà rất là nhiều rác, ý thức của mọi người thì vẫn chưa được cao lắm ạ. Để phục vụ nhu cầu của khách, nhiều quán di động mọc lên tại các điểm này, chủ yếu bán nước uống, thức ăn nhanh. Và ngay lập tức, dưới chính chân mọi người sẽ là chai nhựa, ly nhựa, hộp xốp, túi ni lông, giấy, ống hút nhựa, đồ ăn, thức uống thừa. Rác xả nhiều nhất là khu vực nhà hát lớn, dọc tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, phố Nhà Chung. Bây giờ dân tình đi chơi về vãn thì mới làm được chứ. Đông thì không thể nào làm được. Có khả năng đến đôi 3 giờ đấy thì mới hoàn thành được là hòm xong rồi. Lượng công nhân các ngày lễ phải tăng lên là 4-5 lần đấy ạ. Khi ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng vẫn chưa được cải thiện, thì người xả rác cứ xả, còn người dọn rác cứ dọn. Áp lực lại dồn lên các đơn vị vệ sinh môi trường khi họ phải đảm bảo cảnh quan, sự sạch đẹp của đường phố trong sáng ngày hôm sau.